bí mật đặt vị trí phòng khách công ty đem lại cái sự thuận lợi cho công việc. Hôm nay Quảng Tần Phong Thủy Kinh Doanh lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị những thông tin bổ ích về việc vị trí đặt phòng khách đem lại cái sự thuận lợi trong công việc. Như anh chị em đã biết, phòng khách là nơi mà chúng ta diễn ra những cái bắt tay, diễn ra những cái việc giao kết hợp đồng. Ngoài ra thì cái phòng khách còn là nơi mà để chúng ta quảng bá hình ảnh của công ty và giới thiệu sản phẩm. Chúng ta treo cái tranh động lực, treo cái hình ảnh của nhân viên ở trong đó. Chính vì vậy, cái vị trí đặt phòng khách là một cái vị trí hết sức quan trọng. Thì trong phong thủy, phương đông, hướng đông là cung chấn. Cung chấn thì ở đó có nghĩa là người con trai trưởng. Quẻ chấn vi lôi có nghĩa là sấm sét, có nghĩa là sự bùng nổ, có nghĩa là sự phát triển, sự nổ vang, sự phát đạt. Chính vì vậy, nếu công ty biết đặt phòng khách ở cái cung chấn, ở cái phương đông của công ty, thì điều đó sẽ giúp cho công ty của chúng ta được phát đạt, được phát triển. Những cái hợp đồng mà chúng ta ký sẽ được thuận lợi, được bùng nổ. Chính vì vậy, Quảng Tần khuyên anh chị nên đặt cái vị trí phòng khách ở phương đông của công ty. Tiếp theo, đó là việc bài trí ở trong cái phòng khách. Việc bài trí thì anh chị đã biết, đó là về ánh sáng thì chúng ta cần phải đủ sáng. Về vật dụng, ở trong phòng khách thì chúng ta nên sử dụng cái vật dụng mà hình tròn, vì hình tròn nó mang tính động. Điều đó sẽ giúp cho công việc của chúng ta luôn luôn hoạt động và không có ngừng nghỉ. Về không khí thì anh chị nên chú trọng về việc thoáng, mát và luồng khí nó được lưu thông. Điều đó sẽ tốt cho công việc của chúng ta, nó được lưu chuyển và được thuận lợi. Vậy, Quảng Tần nhắc lại, chúng ta nên đặt phòng khách ở hướng đông của công ty. Đó là quẻ chấn vi lôi, nó sẽ làm cho sự phát triển. Và việc bài trí thì nên yêu cầu về đủ sáng, về đủ không khí và vật dụng thì nên vật dụng màu tròn, hình tròn. Tiếp theo thì Quảng Tần sẽ nói về những cái bí mật việc chúng ta đặt cách sắc mà gia tăng tài lộc, rồi vị trí đặt bàn làm việc của giám đốc để gia tăng quyền lực. Nếu anh chị có thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tần sẽ hỗ trợ tư vấn hữu duyên cho anh chị.